Hãy bỏ ngay toner và serum vào thùng rác, bởi vì là có bôi bao nhiêu ấy thì nó cũng chẳng phát huy được hết công dụng. Nếu như mà mặt thiếu đi một bước dưỡng ẩm, nhiều bạn vẫn nghĩ là chỉ cần tẩy trang rồi sữa rửa mặt rồi toner rồi serum là xong, và xem thường cái bước thoa kem dưỡng ẩm bởi vì thấy là da mình thì cũng chẳng khô mà cũng chẳng bóng chóc gì. Nhưng mà không biết rằng kem dưỡng ẩm là một cái nhân tố quan trọng và quyết định các bước ở trước có xi nhê gì trên da mình hay không. Bởi vì kem dưỡng ẩm nó giống như một lớp màng khóa lại các bước ở trước chu trình skincare. Lúc này thì các bước ở trước mới được phát huy công dụng tối đa của nó. Việc bổ sung kem dưỡng ẩm còn giúp cho da mặt bạn đỡ khô hơn, từ đó mà hạn chế được cái việc tiết dầu. Đặc biệt là sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi make up thì còn giúp cho lớp trang điểm dễ bám và mịn hơn. Còn mà đối với bác nào đang bị mụn ấy thì nên sử dụng các cái loại kem dưỡng riêng biệt để mà vừa không bị kích ứng mà lại vừa giảm được mụn. Cụ thể là nó không được chứa hương liệu silicone, paraben hay là alcohol. Hiện tại thì mình đang test thử cái em kem dưỡng ẩm giúp giảm mụn này, bởi vì thành phần chính của nó là chứa các thành phần giúp giảm mụn như trà xanh, vỏ liễu trắng, trầm trà và rau má. Chất em này thì thấm tương đối nhanh, khi bôi lên thì nó tan nhanh vào da, giúp làm dịu da tức thì và giảm được các vết đỏ do mụn. Mình bôi em này ngủ qua đêm, sáng mai ngủ dậy thì thấy mặt không bị đổ nhiều dầu như trước. À mà còn nghe hãng công bố là có thể kiềm dầu được lên đến tận 12 tiếng đấy. Thế nên là muốn dấn thân vào con đường skincare mà thiếu mất kem dưỡng ẩm thì thôi đẹp đẹp.